Chrome OS không phải là một hệ điều hành đó quá mới mẻ đối với những người làm về công nghệ như chúng mình, nhưng với đại đa số người dùng cơ bản thì đây là một hệ điều hành quá là mới và cũng như có quá nhiều điểm cần phải quan tâm đến. Vậy các bạn nghĩ sao nếu như mình nói rằng Chrome OS có thể thay thế cho Windows hay là MacBook trên những tác vụ hàng ngày mà mình làm việc tại công ty? Tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay của Vũ Smart Bua và mình là Hiếu Học. Trước mặt mình đây là chiếc Samsung Galaxy Chromebook Go có kích thước màn hình là 11 inch. Lý do mà mình muốn chia sẻ cho anh em về chiếc laptop này và lấy nó ra làm ví dụ để trình bày cho anh em với những tính năng của Chromebook là đơn giản thôi. Ví dụ như là đây là một con laptop mở màn cho các chuỗi sản phẩm Chromebook của Samsung với mức giá rất là rẻ, tầm khoảng 8 triệu tư, anh em đã có thể mang nó về nhà rồi. Và với 8 triệu tư anh em nhận được một con laptop gần như là laptop có thời lượng pin gấp đôi so với những chiếc laptop Windows mà anh em có thể mua được trên thị trường ở tầm giá 8 triệu. Và kèm theo đó nữa là nó có chuẩn độ bền quân đội Mỹ, khiến cho nó trở thành một trong những sản phẩm bền nhất ở trong phân khúc giá. Sau khi giới thiệu qua về chiếc sản phẩm làm ví dụ này rồi thì mình sẽ muốn chia sẻ cho anh em lý do vì sao mà Chrome OS có thể thay thế cho Windows hay là Mac OS trong những tác vụ hàng ngày. Chrome OS tại thời điểm mới được khai sinh thì gần như nó là một nền tảng dùng để duyệt web cho các thiết bị có cấu hình thấp, nghĩa là chúng ta chỉ có thể duyệt web. Tuy nhiên, tính đến thời điểm mà mình đang sử dụng, nghĩa là tại phiên bản 120.0 chính thức này thì Chrome OS đã được cải tiến hơn rất nhiều. Ở đây thì mình đang có một chiếc máy tính bảng chạy Android 12 như các bạn có thể thấy, giao diện hay cách sử dụng của nó gần như không khác biệt nhiều so với Chrome OS. Đi sâu hơn vào các nhân phần cứng thì các bạn có thể thấy rằng tập lệnh Android của nó chiếm khá là nhiều. Nói chung, theo ý kiến cá nhân của mình thì đây là một hệ điều hành có thể coi như là nó lai giữa Android và Windows. Và quay trở lại câu hỏi ở đầu video là mình nói tại sao chúng ta có thể thay thế Chrome OS cho Windows và Mac OS trong tác vụ hàng ngày. Đầu tiên thì đối với các ứng dụng văn phòng, mình chủ yếu sử dụng 3 phần mềm trên Windows là Word, Excel và PowerPoint. Còn sang tới Chrome thì mình sẽ làm quen rất dễ với các ứng dụng của Google, lần lượt là Google Tài liệu, Google Trang tính và Google Trang trình bày. Thậm chí mình còn cảm thấy việc làm việc trên các nền tảng đám mây này còn dễ dàng hơn so với trên Windows, khi mà mình có thể vừa chỉnh sửa trực tiếp trên một thiết bị, ví dụ như trên điện thoại hay là trên máy tính, và nhờ vào công nghệ đám mây, tất cả dữ liệu trên các thiết bị của mình sẽ được đồng bộ ngay lập tức. Tiếp tới là các công việc liên quan đến trình chiếu. Mình là một người mà tham gia các buổi họp hay là các buổi đào tạo khá là nhiều, và đối với chiếc Chromebook này, mình vẫn hoàn toàn có thể mang nó đi để thuyết trình một cách bình thường. Và điểm hay là mình có thể bỏ vừa nó vào túi xách tay thay vì là đem theo ba lô cũng như là cục sạc một cách nặng nề. Sang tới các công việc khác đi, ví dụ như là công việc là viết bài và kiểm tra nội dung trên website thì đối với Chrome OS, giao diện duyệt web của nó không khác gì trên Windows cả. Mình có thể viết bài, up ảnh một cách bình thường và khá là nhanh chóng. Cuối cùng là công việc liên quan đến chỉnh sửa hình ảnh để up lên các nền tảng như là Facebook hay là website, thì Snapseed hay là Lightroom for Mobile là hai nền tảng mà mình sử dụng thay thế cho Photoshop hay là Lightroom trên Windows. Đó là về các nhu cầu của mình và mình hoàn toàn hài lòng với mức đầu tư là 8 triệu đồng cho con Chromebook này. Vậy thì con laptop này hay chiếc Chromebook này nó còn có điểm gì khác nữa mà người dùng cần phải quan tâm đến? Điểm đầu tiên đi ha, thì nó là một chiếc laptop có màn hình 11 inch hiếm hoi trên thị trường, nhất là ở trong tầm giá loanh quanh khoảng 8 triệu. Như mình đã chia sẻ ở phần trên thì bạn hoàn toàn có thể bỏ vừa nó vào túi xách. Cục sạc đi kèm cũng chỉ là cục sạc điện thoại 45W của dòng Samsung S Ultra. Chưa kể đến việc thì đây còn là một con laptop có thời lượng pin cực kỳ trâu. Mình có test được thì nó có thời lượng pin lên tới tầm khoảng là 9 tiếng làm việc liên tục. Đây là một dung lượng pin phù hợp với những người phải đi ra ngoài thực địa nhiều, ví dụ như các anh em làm về điện này, làm về dữ liệu nước này, làm về dữ liệu về dân cư. Anh em cần một con laptop bền bỉ, kèm theo đó nữa là con laptop này, con Samsung Galaxy Chromebook Go này còn có hỗ trợ chuẩn quân đội Mỹ, chuẩn độ bền quân đội Mỹ đó, STD 810G, thì nó hoàn toàn phù hợp đối với những anh em làm trong những môi trường khắc nghiệt. Khả năng đồng bộ dữ liệu giữa Chrome OS và Android cũng là một điểm khá hay ho mà mình muốn chia sẻ tới cho anh em. Chrome OS có thể sync với bất cứ chiếc điện thoại Android nào. Ví dụ ở đây mình có chiếc Samsung Chromebook này hoàn toàn có thể đồng bộ dữ liệu với chiếc điện thoại Xiaomi 12S Pro của mình. Từ thông báo SMS cho tới các thông báo liên quan đến tập tin đều có thể hiển thị được ở phía góc màn hình. Điều mà các bạn phải cần đến ứng dụng bên thứ ba mới có thể làm được nếu như bạn xài hệ điều hành Windows. Một điểm khá là hay ho nữa đó chính là con laptop này không thể nào chạy các ứng dụng Windows được. Nó cũng là một giải pháp khá là hay ho để chúng ta có thể kiểm soát các ứng dụng mà con trẻ vào, bởi vì nó chỉ có thể chạy các ứng dụng ở trên Z Play thôi. Và thực tế ra nó cũng không hẳn là như vậy, bởi vì là một số tựa game sử dụng cảm ứng á, thì chúng ta sẽ không thể nào mà chơi được trên con laptop này được. nó sẽ chỉ phục vụ cho anh em những cái tựa game nhất định, một cái tập game nhất định thôi. Ví dụ ở đây mình có trò là Don't Step Together thì các bạn có thể chơi được một cách hoàn toàn bình thường, nhưng mà đối với các tựa game khác, ví dụ Liên Quân hay là PUBG thì nó hoàn toàn không thể nào chơi được. Và ngoài ra có một điểm khá là hay ho nữa, đó chính là do con laptop này được trang bị webcam, thế nên là chúng ta hoàn toàn có thể cho con trẻ học hành online được và có thể học hành trên trường hay là học online từ xa ở nhà mà không cần thiết đến một chiếc laptop sử dụng Windows. Tổng kết lại thì mình muốn chia sẻ tới cho các bạn đó chính là con laptop này ở bên thị trường nước ngoài họ sử dụng rất là nhiều, và cũng như là cái độ phổ cập của nó hơn thị trường Việt Nam rất là nhiều. Tại vì sao mình nói như vậy? Bởi vì là với phân khúc giá rẻ như này, những người dùng mà cần một chiếc laptop có thể hoàn thành tất cả các công việc văn phòng của mình, kèm theo đó là một kích thước nhỏ gọn để họ có thể mang đi mang lại một cách dễ dàng, thay vì là một chiếc laptop và một cái cục sạc khá là to. Thì giờ đây chúng ta sẽ chỉ cần một con laptop sử dụng Chrome OS như thế này thôi. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của Smart Bua.